Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nam Dược Nguyễn Thi, kênh thông tin cung cấp các kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Chào quý vị và các bạn, trong video này, Nam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 xin chia sẻ và giới thiệu đến quý vị và các bạn 4 loại cây thuốc lam điều trị bệnh suy giảm thị lực giúp sáng mắt tốt nhất. Thì trong cái video này, chúng tôi xin chia sẻ và giới thiệu đến quý vị và các bạn 4 cây thuốc lam có tác dụng điều trị suy giảm thị lực hiệu quả nhất. Và trong cái video này, chúng tôi cũng hướng dẫn chi tiết cách dùng 4 vị thuốc giúp sáng mắt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Như các bạn đã biết, bệnh mắt mờ, mắt kém nay không chỉ còn là bệnh của người cao tuổi, mà nó còn gặp ở nhiều trường hợp thanh thiếu niên. Vậy thì có cách nào để cải thiện thị lực bằng cây thuốc lam hay không? Trong y học cổ truyền có ghi nhận một số cây thuốc, vị thuốc có công dụng giúp sáng mắt, tăng cường thị lực rất tốt. Và dưới đây là một số cây thuốc, vị thuốc và bài thuốc mà chúng tôi xin chia sẻ và giới thiệu đến quý vị và các bạn. Thứ nhất là cây thảo quyết minh, hay nhiều nơi khác còn gọi là hạt muồng muồng. Theo y học cổ truyền, hạt cây muồng muồng có công dụng bổ gan, thận, giúp sáng mắt, ngủ ngon. Tên thảo quyết minh có ý chỉ đây là một vị cây thuốc giúp sáng mắt. Vị thuốc này rất tốt cho những bệnh nhân suy giảm thị lực, kém ngủ, táo bón. Đây là những cái biểu hiện thường gặp của người cao tuổi. Và cách dùng bài thuốc như sau: thảo quyết minh 15g đến 20g, sao vàng đun lấy nước uống hàng ngày. Bài thuốc thứ hai là dùng lá và quả dâu tằm. Tất cả các bộ phận trên cây dâu tằm đều là những vị thuốc quý. Trong đó có hai vị thuốc là lá dâu hay còn gọi là tang diệp, quả dâu hay còn gọi là tang thầm, là những vị thuốc có tác dụng sáng mắt, tăng cường thị lực. Và cách dùng bài thuốc như sau: lá dâu khô 10 đến 15g hãm lấy nước uống trong ngày. Thứ hai là quả dâu khô 10g hoặc tươi 20g hãm lấy nước uống hàng ngày. Và cây thuốc thứ ba chúng tôi xin giới thiệu đó là củ ấu lước. Củ ấu lước là một loại cây trồng phổ biến ở nước ta. Rất nhiều nơi, đặc biệt là đồng bằng, trồng cây này chủ yếu để lấy củ. Củ ấu màu đen, có hai sừng, nhìn như cái đầu con trâu. Củ ấu ăn rất thơm và ngậy. Ăn củ ấu nhiều, dưỡng chất, tốt cho cơ thể. Theo các cây tài liệu cổ thì cây củ ấu gồm lá, thân, rễ và quả có tác dụng giúp sáng mắt, mát gan, giải độc, bia rượu rất hay. Và cách dùng củ ấu lước như sau: lá, thân, rễ khô 13-15 gram hãm nước uống trong ngày, kết hợp dùng thêm củ ấu luộc ăn. Cách dùng này sẽ giúp bạn cải thiện thị lực rất hiệu quả. Và đây là một kinh nghiệm quý được ghi trong cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi. Vị thuốc thứ tư là dạ minh sa, hay còn gọi là phân rơi. Đây là một bài thuốc nổi tiếng trong việc điều trị suy giảm thị lực. Tuy nhiên, nó lại rất hiếm, không dễ tìm được như các cây vị thuốc trên. Tên dạ minh sa ý chỉ là một vị thuốc có công dụng giúp sáng mắt. Và bài thuốc nổi tiếng lưu truyền trong dân gian để điều trị bệnh suy giảm thị lực có hai vị, đó là vị dạ minh sa và thảo quyết minh. Thành phần và cách thức thực hiện bài thuốc như sau: dạ minh sa bọc vải 5g, thảo quyết minh hay còn gọi là hạt muồng muồng 10g, cốc tinh thảo 6g, mật mông hoa 6g, cam thảo 3g đun với 1,2 lít nước, đun cạn còn 400ml nước, chia 3 lần uống trong ngày và dùng liên tục bài thuốc trên trong khoảng thời gian 1 tháng là có hiệu quả. Và như vậy là Nam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị và các bạn 4 vị thuốc tốt nhất dùng trong việc điều trị chứng mắt mờ, suy giảm thị lực mà dân gian thường áp dụng. Và chúng tôi cũng mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn. Tôi xin tạm dừng cái video này tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.